Chào các bạn, tôi tên là Đặng Thị Như Hà, là chủ sáng lập của thương hiệu tinh dầu tràm Dayafa. Trong clip lần trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn cách làm như thế nào để mà không phải mua nhầm dầu tràm giả. Và hôm nay thì chúng ta cũng đi sang một đề tài là dầu tràm và các công dụng của tinh dầu tràm. Và khi mà tôi nói đến này thì một số bạn cũng hơi bất ngờ, vì thực sự trước giờ cũng chưa biết dầu tràm là như thế nào. Và điều đó là có đó các bạn, có rất là nhiều bạn khi mà tìm đến chúng tôi, bạn thực sự không biết cái dầu tràm là như thế nào, cũng không biết công dụng, cũng không biết về cách sử dụng tinh dầu tràm luôn. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ các thông tin chung nhất về dầu tràm và cũng như là công dụng của dầu tràm. Đầu tiên á, là dầu tràm là gì? Thì theo các bạn dầu tràm là gì ạ? À? Dầu tràm là một sản phẩm được mà chiết xuất ra từ lá tràm. Và các bạn lưu ý á, là lá tràm mà ra là được sản xuất lấy từ những cây tràm mọc tự nhiên ở vùng đồi núi và ở những vùng mà có khí hậu nắng nóng, hoặc là những vùng mà ở những vùng đồi á, thì những nơi đó sẽ có lượng tinh dầu trong lá tràm cao nhất. Tôi ví dụ như ở Việt Nam của chúng ta thì những tỉnh như là Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị thì những nơi đó sẽ có lượng tinh dầu trong lá tràm cao nhất khắp cả nước. Mặc dù á, là cây tràm mọc tự nhiên ở nước ta rất là nhiều, ví dụ như là Cao Bằng, Bắc Cạn, hoặc là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Long An, Đồng Tháp thì những nơi đó đều có cây tràm. Tuy nhiên lượng tinh dầu tràm cao nhất á, thì phải nói đến các tỉnh là Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Thì những nơi đó sẽ có chất lượng sản phẩm tốt nhất. Và về cái loại mà tinh dầu tràm á, thì hiện nay đang có hai sản phẩm đồng hành cùng song song với nhau. Tôi đang nói đây là sản phẩm nguyên chất nha các bạn. Còn các sản phẩm giả thì tôi sẽ không đề cập, bởi vì sản phẩm giả thì rất là nhiều. Nhưng mà làm sao để mua được sản phẩm nguyên chất á, thì tôi cũng đã chia sẻ rồi. Các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube của tinh dầu tràm Dayafa hoặc là trên website tinhdầutuyennhiên.org để mà hiểu rõ hơn. Và hiện nay á, thì cái sản phẩm dầu tràm thì có sẽ hai loại. Thứ nhất á, là dầu tràm, thứ hai là tinh dầu tràm. Và dầu tràm và tinh dầu tràm á, thì chúng hoàn toàn giống nhau về cái nguồn gốc sản xuất, về nguồn nguyên liệu là như là từ lá tràm, rồi củi và nước và nhân công thì chúng đều giống nhau như vậy. Tuy nhiên á, chúng sẽ khác nhau về mô hình sản xuất. Tôi ví dụ như là đối với sản phẩm tinh dầu tràm, các bạn tưởng tượng như là chúng ta đang hấp bánh bao vậy đó các bạn. Thì cái mô hình nó sẽ khác, là lá nó sẽ không tiếp xúc trực tiếp với nước. Còn dầu tràm á, thì các bạn tưởng tượng như là mình đang luộc rau và lá tràm nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với nước. Chính vì vậy á, là chất lượng của tinh dầu tràm nó sẽ tốt hơn so với dầu tràm. Đối với sản phẩm dầu tràm á, thì thành phần 1,8 xenon khoảng 20%. Còn tinh dầu tràm á, thì thành phần 1,8 xenon lớn hơn 42%. Thì đó là sản phẩm gọi là nguyên chất. Và sản phẩm dầu tràm ấy, thì họ thường đựng trong chai có thể tích là 50ml hoặc là 100ml. Còn cái sản phẩm tinh dầu tràm ấy, thì thường đựng trong chai khoảng 10 hoặc là 15ml như sản phẩm của tinh dầu tràm Dayafa chúng tôi như thế này. Và đối với sản phẩm tinh dầu tràm ấy, thì để đảm bảo chất lượng của chúng phải đựng trong chai thủy tinh màu đen như các bạn đã thấy trên video. Bởi vì là tinh dầu tràm khi mà các bạn mở nắp như thế này ấy, thì oxy trong không khí nó sẽ phản ứng với tinh dầu. Hoặc là cái chai thủy tinh màu trắng ấy, thì cái ánh sáng nó sẽ phản ứng với cái lượng tinh dầu phía trong chai sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng, bắt buộc các sản phẩm tinh dầu tràm phải đựng trong chai thủy tinh màu đen để đảm bảo chất lượng của chúng trong quá trình sử dụng. Và đó là điểm khác nhau cơ bản giữa dầu tràm và tinh dầu tràm. Còn về công dụng của dầu tràm và tinh dầu tràm á, thì không chỉ là kinh nghiệm truyền miệng của ba mẹ chúng ta từ thời xa xưa để lại, mà đã được khoa học công nhận là sản phẩm tinh dầu tràm có công dụng tốt. Thứ nhất á, là giúp giữ ấm cơ thể em bé. Thứ hai á, là giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị khi mà trẻ bị ho, cảm, sốt, sổ mũi. Cái thứ ba là giúp phòng ngừa và làm giảm cảm giác sưng đỏ do bị muỗi đốt gây ra hoặc do côn trùng gây ra. Và công dụng tiếp theo là giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu khi mà trẻ ăn không tiêu. Và một công dụng tuyệt vời nhất của tinh dầu tràm là ức chế virus H5N1. Và công dụng đây này được Viện Pasteur nghiên cứu và công bố vào năm 2008. Và đây là một trong những đặc điểm rất là tuyệt vời của sản phẩm tinh dầu tràm mà không phải sản phẩm nào có được. Và chính vì vậy, những công dụng của tinh dầu tràm dựa vào các thành phần 1,8 xenon và alpha terpenol thì Bộ Y tế đã quyết định đưa thành phần alpha terpenol trong dầu tràm vào danh mục thiết yếu để kiểm soát bệnh tại địa phương. Và khoa học đã chứng nhận, kinh nghiệm ba mẹ cũng đã có. Thì chúng ta thấy rằng sản phẩm tinh dầu tràm dùng cho trẻ em rất là tốt. Và không chỉ đối với trẻ em mà đối với tất cả mọi người, từ trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ mang thai và người lớn. Vấn đề là chúng ta cần phải lựa chọn như thế nào để có được một sản phẩm nguyên chất
an toàn cho mọi người trong gia đình của mình. Đặc biệt là khi mà các bạn sử dụng tinh dầu tràm để xông thì cái mùi tinh dầu tràm nguyên chất thật sự rất là dễ chịu, các bạn có thể thư giãn được và nó sẽ có công dụng là thanh lọc không khí, sẽ giúp gia đình chúng ta sẽ có một không gian sống trong sạch hơn và đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Và đó là những chia sẻ của tinh dầu tràm Dayafa về các thông tin chung nhất của dầu tràm. Hy vọng là các thông tin này sẽ giúp ba mẹ lựa chọn cho mình một sản phẩm tốt và tin tưởng hơn vào sản phẩm dầu tràm, đặc biệt là dầu tràm Huế, và lựa chọn sử dụng cho chính gia đình của mình cũng như là người Việt Nam ủng hộ người Việt Nam để những sản phẩm của chúng ta có thể đi xa hơn và đi lâu dài hơn để con cháu của chúng ta có thể biết đến. Và nếu các bạn vẫn còn thắc mắc và không biết làm sao để mua dầu tràm nguyên chất ở đâu hoặc là cấp thông điệp dầu tràm thật giả như thế nào thì hãy nhấc máy lên và liên hệ với chúng tôi thông qua hotline 0901 809 484 hoặc là nhắn tin vào fanpage dầu tràm Dayafa, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trực tiếp. Và nếu các bạn thấy những thông tin tôi chia sẻ là hữu ích thì hãy cùng nhấn nút like và chia sẻ để kiến thức đi xa các bạn nhé. Và hãy cùng nhấn nút đăng ký trên kênh YouTube của tinh dầu tràm Dayafa để cập nhật các clip mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.